Ozzy sẽ là đủ. Tóc xanh bắt đầu có lợi thế ở mid. Rõ ràng ở trận đấu này Ozzy là người trên kèo hơn. Và hình trong như đang lên đỉnh phẩy. Có một tình huống muốn roam ra tới từ vị trí US rồi. Và bây giờ sẽ là một Fisher chặt ra được không đây? Có, đó là một tình huống né tới từ tóc xanh. Và bây giờ thì lượng đam có lẽ sẽ là đủ hay không đây? Nhìn thấy chưa, cái lượng đam tới từ Bao Let's Try là quá nhiều. Trong đó CCNC vẫn đang cố gắng để giết vào tóc xanh ở đây. Và một hit đánh nữa thôi, nhưng mặc tự từ có lắc nữa thôi. Trời ơi, clean feed ơi. Và bây giờ thì không còn chém nữa. Vẫn cố gắng chém một phát thôi là đủ rồi. Đó là first blood của CCNC. Đường roam ra tốt của đó là MSS. Ở đây cực kỳ đau. Vâng, ở đây thì đang có tình huống có lẽ là AP luôn. Rõ ràng là phải AP luôn rồi. Và sẽ là cái Disable tới chết tới từ vị trí của CCNC. Thì một nó chủ quan quá, tại sao anh ta lại như vậy nhỉ? Có vẻ như là không có vision ở trên khu vực high ground. Chịu rồi. Đúng rồi, tại vì lúc đầu đấy, lúc đầu đấy là Jawa thua lên mà. Jawa thua lên. Và bây giờ thì anh ta bị Ana dí vào một cái, đó là Omnislash. Và liệu có giết được hay không đây? Omnislash lâu quá và Jawa bị solo kill bởi Ana. Và Black Fury cuối cùng kết thúc mạng của thanh niên Jawa. Và Sven anh ta cũng chỉ va vào đó thôi. Còn nếu mà muốn cả anh ta TP thì hoàn toàn lại được cơ mà. Vào đây thì mình từng top sun, anh ta phải một vòng ra và đó là AP. AP ở vị trí của con Enchant và Snaking. Snaking sẽ bỏ mạng ở tại đây thôi, dù đó là mạng rồi nhiều thêm. Nên lên một default. Vâng, và Yawur đã hoàn thành cho mình đó là một cái Echo Saver. Nhưng đây có lẽ là cái chết thì Yawur rồi. Nó cắt cây là tốt tới Yawur luôn. Và bây giờ thì sao? Một pha chói cây là tốt, nhưng mà top sun vừa đập chày dính bức người Jawa rồi. Ui, định nhặt vòng ra nhưng mà ra qua thì chạy ra ngoài nhưng không được. Xong tính AP luôn, tóc xanh có đặt vòng không nhỉ? Thôi không cần đặt em ạ. Cái quan trọng nhất của cái defu ấy là khi mà chém nó sẽ giảm mana. Đó, Ember thì có một cái chói và Sven thì có một cái stun. Ở đây có đánh nhau và bây giờ chói ở vị trí của Sep. Nhưng hãy nhờ Sep khá trâu. Tóc xanh mở vòng ra, AP 3 người tới vị trí của Sep. Và đây sẽ là pha combat thắng lợi dành cho mình về team OG. Không có lý nào lại không thắng cả và đó sẽ là mất người thứ tư. Khi mà CCNC rất may đã có cho mình một cái bóng vừa đằng sau, có thể chiến thắng được. Ở trong này thì Sep thì ngồi hơi nhồng quá và có lẽ anh ta sẽ bỏ mạng để cho đồng đội ăn được Roshan. Nhưng mà không, anh ta bật cho mình mechanism lên. Người đang bị dồn vào chính là MSS và đây chói lại vào vị trí của đó là Everspirit. Một cái Omni Slash tung ra nhưng chúng không nhiều người. Chúng có vị trí Yago và chúng có Grip. Ana không còn mục tiêu xung quanh nữa. Anh ta phải làm gì đây? CCG không còn nhiều mana. Anh ta nên lùi về rồi. Có gậy xanh tới vị trí top sun rồi. Và bây giờ thì dồn đa và Ana. Ana có lẽ sẽ bỏ mạng ở đằng sau trong bên ngoài thì đó là mạng là MSS bỏ lại. Nhưng mà Ana vẫn chưa chết. Bật cho mình đó là cọc máu lên rồi thì phải được book cả Living Armor nữa. Trong khi đó Ana bị úp xuống bên ngoài sau đi chết. Và bây giờ thì sẽ là một con Enchantress dù trâu đến mấy, dù có slow đến mấy thì cũng sẽ phải chết thôi. Cứ 3,5 giây là sẽ tạo ra một cái con khỉ nữa. Vâng, với việc là có cho mình gậy xanh thì những con khỉ sẽ được tạo ra. Nhưng mà top sun bị dồn ra mà nhiều quá. Và Echo Slam đẹp tới từ vị trí của MSS kết thúc cho mình cái mạng Aesomimoto tới từ top sun. Top sun hồi sinh, ăn ngay một Impetus vào đầu. Khá là khó chịu, bây giờ bên trong Snaking đang bị slow lại và anh ta liệu có thoát được hay không? Anh ta bật cho mình có Legion Attendance lên. Vẫn còn đó là AP và AP ra nhưng không được rồi, Sven chém được một người. Sven chém chết được Sep và đó là Snaking cũng như là MSS nằm xuống. Tuy nhiên là CCNC, anh ta chém được khá nhiều người đây. Ana muốn dồn vào Yahoo, Yahoo không có gì để chơi cả. Bây giờ anh ta liệu có bỏ mạng hay không đây trước khi mà Top Sun nằm lại. Và đó là một cái ulti tới từ con Shadow Demon kết thúc mạng của Top Sun. CCNG chói đổi đây, liệu có dứt điểm được không? Dứt điểm cho mình mạng của con cây rồi. Chuyên muốn tích tờ nằm xuống, chói lại ở vị trí của Ana. Và bây giờ CCNG đang quẩy ở bên ngoài này rồi. Và Ana gặp cái bóng của mình mà sẽ bị chém mana chăng? Không, đó là Ana với cái bóng khi mà anh ta có chung Impower nên chém bay cả hai cái bóng luôn. Vâng, một tình huống team fight mà có vẻ như là OG họ đã đánh giá sai cái sức mạnh của newbie. Họ lao vào hơi sâu. Và anh đặc biệt không thích cái pha đẩy vào vừa rồi của fucking bad đây của Tisha rồi. Baladai bị bắt rồi, liệu anh ta có chết hay không đây? Và Fisher ra đẹp, tuy nhiên là Grimshock đã di chuyển đến và người nằm xuống trước. Có lẽ là chuyên protector với những cái EK Impetus. Nhưng đồng thời thì sao? Cái con Shadow Demon kia cũng sẽ phải chết thôi. Nhưng mà chưa chết, tôi chưa thấy anh ta chết. Bị nối dây lại với cả một cái sâu bài. Nhưng bên ngoài CC vẫn đang được chém. Anh ta chém chết ai không? Trụ thì đã mất rồi. CCG lao vào chói nhưng đó là Reverse Polarity được tung ra. Và bây giờ được úp lại bởi Shadow Demon. Anh ta cứu rất nhiều người rồi. Trong khi đó thì Palala cuối cùng đã phải bỏ mạng. Echo Slam và tung ra một cái Satan rất nhiều người. Yawa được chém nhưng mà không chết ai cả. Và Ana vẫn đang ném. Anh ta chém chết được đó là một con Enchantress. Trong khi đó Yawa đang phải bỏ chạy, bị cai trong combat. Đồng nghĩa vật sẽ phải bỏ mạng thôi. Và đốc cuộc kia với top sun khi mà anh ta kết thúc cho mình mạng của Yawa. Và con Shadow Demon này bài bắt ra, đồng nghĩa được đài bắt rồi. Ana còn sẽ chém chết Shadow Demon và chuyện mục tiêu top sun thì kết thúc được mạng MSS trong một nỗ lực muốn blink về nhưng không được. Và một pha combat giết được 5 người từ bên phía của team Niwi sau khi mà team OG có cho mình đó double kill, nhiều triple kill. Bây giờ thì sao? CCC cố gắng là lốc lên và một chém nữa thôi là anh ta sẽ làm được điều gì đó nhưng không được rồi. Cuối cùng vẫn biết cho mình mạng của Sep nhưng mà liệu có chạy được không? Hết bóng rồi và Ana tạm biệt CCC. Vẫn còn một bóng nữa.
làm gì đây? Một cái bóng lừa mà, tức là vừa rồi là có một cái bóng để ở nhà và lúc mà CGNC đứng ở cái giường dưới ở cái mảng đùi đấy thì anh đã kịp đẩy ra thêm một cái bóng nữa và ấn vào cái bóng đấy thì nó di chuyển về nhà để làm cho team tin tưởng mình về nhà rồi, nhưng mà không phải đâu. Của CGNC tới từ Zerax. Zerax đang định làm một cái điều mà mình đang nghĩ đến, đó là trói CGNC lại. Giờ thì đi đâu nhở bạn nhở? Mình có cho mình Overgrow và Zawa bắt buộc bật cho mình đâu BKB lên giải Overgrow rồi, nhưng mà đó là vạng của Zerax phải nằm xuống. Trong đó thì sao? Snaking bị dồn đam vào, anh có một chấm máu và anh chắc phải chết thôi. Hai mạng dành cho bên phía của cả hai bên khi mỗi bên mất một mạng rồi. Xếp Blink ra và nhìn thấy được CGNC, nhưng mà bây giờ thì sao nhở? Silent được. Vào lớp bản thân mình lên đi anh ơi, nên làm thế nhưng mà vẫn đang cố gắng làm gì đó và bay một cái bóng về, tại sao không bay bóng về đằng kia? Và bây giờ CGNC sẽ lùi về được và sủi thành công của CGNC. Vâng, sủi thành công nhưng mà từ từ đã. Đấy là một pha đẩy Sven ra trong bên trong, CGNC không thoát được với một pha gõ chày của Top Sun. Và có lẽ đây sẽ là tình huống GG rồi khi mà ở trên bảng đếm số 102 giây tới từ vị trí của CGNC. À, khó rồi. Có lẽ là chuẩn bị kết thúc rồi. Vì mà Newbie sẽ là cái tên tiếp theo phải đi xuống nhánh thua. Anh nghĩ rằng đây là một cái chiến thắng xứng đáng thôi. Và chúng ta không thể trách Newbie được anh em ạ. Tại vì họ là người cửa dưới ở trong trận đấu này. Anh nghĩ rằng cái tỷ lệ chiến thắng ở trong dành cho Newbie ở trong cái kèo BO3 này, nếu mà chúng ta chưa nói đến ban pick từ game 1 nhá, thì anh nghĩ rằng anh sẽ đặt tỷ lệ là khoảng tầm 20%. Tức là nếu mà họ đánh 5 kèo BO3 với Team OG vào thời điểm hiện tại thì họ sẽ thắng một kèo, còn không thì khá là khó. OG vẫn đang có một cái phong độ hủy diệt. Thôi dù sao thì Newbie họ cũng chưa mặn bằng OG đâu. Trong một tình huống mà cố muốn gọi là làm điều gì đó với các thành viên OG trong này thì sao? Muốn mang cái kính lao thẳng vào và đánh thẳng vào vị trí của con Sven luôn, không ngại ngần, và bây giờ bị slow cả hai thành viên lại rồi. Và liệu có là giải quyết được cái gì hay không đây? Snaking hồi máu khá nhiều nhưng mà Anna có vẻ không quan tâm cho lắm, tiếp tục là búp slow vào và anh ta chết luôn. Anna có cho mình mạng của Enchantress và tiếp tục bây giờ sẽ là mạng của Paladai khi mà có mang cái kinh đang khỏe quá và top sun còn khá nhiều máu, có cho mình là Ascari rồi và được force tap ra. Nhưng bây giờ Anna vẫn đang cương một vị trí cương skill của Anna, trong khi đó thì Snaking có vẻ anh ta không bị ulti nhiều cho lắm, nhưng mà đây là một con Vinsat chết ha, cả hai người vẫn đó là gì. Ôi, côn gì thôi. Quá hợp lý rồi. Bây giờ Anna, anh nghĩ là tay được cả Fountain đấy, khi mà có cho mình một cái Living Armor cộng thêm một cái Healing Wood đến từ chính bản thân mình. Ui, thật còn cắn chi em ạ. Vâng, một chiến thắng hết sức xứng đáng là team OG. Dễ quá nhở. Vâng, chúng ta thấy OG họ đang đánh rất tốt. Và Nâu Thêu lại còn vỗ tay luôn.